Thành Long đã già rồi, đánh đấm cũng không còn như xưa. Lần này ông thủ vai một người cha giản dị, vì cái chết của con gái một mình đi báo thù. Nhưng bộ phim này được đánh giá là bộ phim hay nhất trong 10 năm cuối sự nghiệp của Thành Long. Câu chuyện bắt đầu khi Thành Long tiễn con gái xuống xe, đôi mắt tràn ngập tình yêu thương. Nhưng cũng chính lúc này tòa nhà bên đường xảy ra một vụ nổ, Thành Long cũng bị dư chấn hất văng đi. Ông bố mặt dính đầy máu và thủy tinh, nhưng nghĩ đến con gái, ông liền loạn choạng lao vào vụ nổ tìm con. Kết cục của vụ nổ thật tàn nhẫn, người cha già mất đi đứa con duy nhất, cảnh tượng thật khiến người khác đau lòng. Phía nhóm khủng bố thì háo hức nghe tin xem bao nhiêu người chết. Chúng đã lên kế hoạch cho nổ hết 200 ngân hàng lớn ở Anh để phản đối chính phủ Anh về chính sách ở Bắc Ireland. Thành Long về đến nhà, đứng trước căn phòng trống vắng của cô con gái, nhìn vào tờ giấy bài tập về nhà vẫn còn đang viết dở, chạm vào những đồ vật của con, trông ông như sụp đổ hoàn toàn. Cảnh sát đưa tới di vật còn sót lại tại hiện trường của con gái, đồng thời mong ông tìm cho mình người thân để có thể dựa vào. Lúc này, ông ngước đôi mắt buồn rầu lên nói, tôi không còn người thân nào nữa rồi. Hai người con gái đã chết trong thời gian đi lánh nạn, người vợ lúc sinh con thứ ba cũng vì sinh khó mà qua đời. Ông bây giờ hoàn toàn là một người đơn độc. Sau hôm đó, ngày ngày ông đều ngồi đợi trước cửa đồn cảnh sát để chờ tìm ra hung thủ đã hại con gái mình. Ông cầm đến những mảnh báo đã thu thập được, hy vọng có thể giúp cho việc phá án. Ông còn lấy ra 20.000 đô, chỉ xin cảnh sát cho tên một người trong bọn chúng. Cảnh sát tất nhiên không thể nhận, còn nói làm như vậy sẽ cản trở việc phá án. Ông chỉ còn cách về nhà. Nhưng trong mấy tuần nay, việc điều tra vẫn chưa hề có tiến triển. Một ngày, ông nhìn thấy trên bản tin một người đàn ông tên là Hennessy, hiện đang là thứ trưởng Bắc Ireland. Ông ta từng là thành viên của tổ chức khủng bố vừa đứng ra chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ đã trở thành đại chính khách của Ireland. Ông ta lên án mạnh mẽ những hành động bạo lực. Thành Long biết phải tìm ai để giúp tìm ra hung thủ rồi. Thế là ông liền nhấc máy gọi cho chính khách, thư ký nối máy cho thứ trưởng. Ông lão muốn thứ trưởng nói cho mình thành viên nhóm khủng bố là ai. Thứ trưởng tất nhiên nói không biết, nhưng ông lão cho rằng thứ trưởng trước đây từng là thành viên của tổ chức, vậy nên chuyện này chắc chắn là ông phải biết rồi. Thứ trưởng chỉ đáp lại qua loa vài câu rồi cúp máy. Nhưng ông ta đã xem thường người cha già này rồi. Thành Long trước đây là lính đặc chủng, vậy nên ông sẽ tự mình tìm lại công lý cho con gái. Ông chuẩn bị một số vật phẩm đơn giản, đập vỡ chiếc điện thoại vừa gọi cho chính khách, gói lại những vật phẩm đã mua sắm ngoài siêu thị, một mình lái xe một ngày một đêm tới Bắc Ireland. Rất nhanh chóng, văn phòng thứ trưởng bị một người đẩy cửa bước vào. Ông lão nói với tiếp tân, ông ta là người bố lần trước đã gọi điện thoại đến. Nhân viên lập tức kéo ông ra ngoài, vừa đúng lúc thứ trưởng Hennessy bước ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chỉ có thể gặp mặt ông lão, nhưng thứ trưởng trong toàn bộ cuộc nói chuyện chỉ không ngừng nhấn mạnh ông ta không biết gì. Thành Long biểu lộ sự nuối tiếc, rồi ông sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình thôi. Ông lão rời khỏi văn phòng, đi đến nhà vệ sinh trong văn phòng chính khách, lấy ra hai chai chứa chất lỏng và một cuộn chỉ, cột hai chiếc bình lại treo lên một sợi dây, lấy một nửa điếu thuốc cắm vào một que diêm, châm điếu thuốc, sau đó khóa cửa phòng vệ sinh lại bình tĩnh rời đi. 30 giây sau, món đồ ông chế tạo cũng phát nổ. Thứ trưởng trong văn phòng còn chưa hoàn hồn, đúng lúc này ông lão gọi điện thoại tới. Thứ trưởng lớn tiếng mắng ông một trận, nhưng ông lão chỉ nói một câu, cho tôi cái tên, rồi cứ thế cúp máy. Lát sau, ông lão xách về hai túi đồ, dùng những vật phẩm mua ở siêu thị, ông lão lại chế tạo thiết bị nổ, không ngừng điều chỉnh nồng độ thông số. Sau đó nhân viên của thứ trưởng phát hiện một điều bất thường, vội báo cho đồng nghiệp không được khởi động xe. Thì ra trong bình xăng có chứa hai sợi dây điện và một mảnh giấy, trên đó ghi tôi cần một cái tên. Bom lần này thực ra chỉ là giả, ông lão đã cố ý bỏ vào. Thành Long muốn ngài thứ trưởng biết, ông có thể giết ông ta bất cứ lúc nào. Nhưng người của thứ trưởng cũng nhanh chóng tìm ra khách sạn mà ông lão đang ở. Một đám người nhanh chóng ồ ạt tiến vào. Chú Long nhanh chóng đặt ghế chặn cánh cửa lại, quay đầu nhìn xuống đâu đâu cũng là người. Ông chỉ có thể trèo lên cái gác xếp nhỏ, chọc thủng mái nhà, nhưng còn chưa kịp trèo lên trên đã bị người đuổi đến. Thành Long không ngừng phản kháng, không dễ dàng gì mới đánh lui được hai tên này, vừa muốn trèo lên lại bị kéo ngã xuống. Tên đó khô một gậy, Thành Long ngã xuống lầu, mới đẩy cửa ra lại bị một cước phóng tới. Thành Long tung cước phản kích khiến hắn bay đi. Có người chặn cầu thang, ông nhảy thẳng xuống dưới. Thành Long thực sự già rồi, hai tên một trước một sau chế ngự ông. Chú Long ra sức đáp trả, hai chân kẹp chặt đối phương quật hắn rơi xuống. Chú Long rơi một cách nặng nề trên cầu thang, lưng muốn gãy rồi, cuối cùng bị hai tên này bắt được. Nhưng đến nhà bếp, chú Long lại bắt đầu vùng vẫy, liều mạng phi ra ngoài cửa sổ, may mắn chạy mất hút vào con hẻm. Biết chuyện, thứ trưởng Hennessy tức điên người, nhiều người như thế mà lại không bắt được một lão già 60 tuổi. Bọn chúng tiếp tục phái người theo dõi xe của chú Long, nhưng Thành Long quay lại, dễ dàng giải quyết tên theo dõi xe, phản trinh sát nó là nghề của ông rồi. Ngày hôm sau, hành tung của thứ trưởng lại bị Thành Long nắm được. Hôm nay hắn ta đến gặp tình nhân, hai người vừa ngồi xuống đã không kiềm chế được. Nhưng thứ trưởng vừa ngọt ngào xong thì nhận được một tấm hình. Thôi lần này ăn loàn rồi, hắn ta chưa từng gặp phải ai khó đối phó như thế. Thứ trưởng hết cách chỉ có thể trốn tới một căn nhà ở ngoại ô, đồng thời sắp xếp rất nhiều đặc trùng bảo vệ. Nhưng chú Long vốn là đặc công chả biết sợ gì, ông đã sớm đổi chiếc xe khác đuổi đến khu rừng cạnh biệt thự, che chiếc xe lại dọn sạch vết tích.
lén lút lẻn vào ngôi nhà của thứ trưởng trong đêm, đột nhập vào một cái cửa chuồng ngựa, cài đặt bom hẹn giờ cẩn thận vào trong. Một tên phát hiện ra động cầm súng dò xét, chú Long bất ngờ giật mạnh giải quyết một tên, 2-3 phát là giải quyết được tên nữa. Sau đó đặt hai tên đó trói chắc trong nhà kho. 3 giờ sáng một âm thanh vang trời, tất cả bọn chúng đều bị kinh hãi, đây lại là một lần cảnh cáo nữa. Jim nói cho thứ trưởng biết, đối thủ này mạnh hơn hắn đang nghĩ rất nhiều. Phía khác nhóm khủng bố tiếp tục chế tạo bom, lần này chúng muốn tấn công một máy bay chở khách. Phía thứ trưởng lại gia tăng thêm người bảo vệ. Hắn ta nói với Jim, điều thêm đội ngũ ở ngoài về đây. Nhưng rất nhanh mấy cái xe tiếp viện của thứ trưởng đều bị nổ. Đây vẫn là tác phẩm của Thành Long. Thứ trưởng rối bời, Jim phát hiện đây là thuốc nổ điều khiển từ xa. Người đó nhất định phải có tầm nhìn ở ngay gần đây để quan sát. Vậy thì chắc chắn ở cánh rừng đối diện bên kia. Nói rồi cả một đoàn người lao tới cánh rừng đối diện. Nhưng nó chính là kế hoạch của Thành Long. Ông cố ý đốt một đống lửa, dụ mấy tên mắc câu. Một tên mắc chân vào bẫy đập đầu ngất lịm. Thành Long nhanh chóng giấu hắn đi. Phía khác ông lại dùng một cái túi thu hút một tên, khiến hắn dẫm phải đống đinh chôn sẵn. Một tên muốn cứu lại mắc vào bẫy tên. Chú Long tiến lên hỏi tên bọn khủng bố. Không may trúng một phát súng, tạm thời chỉ có thể chạy trốn rút lui. Vẫn may khả năng sinh tồn của ông cực kỳ mạnh, bọn truy lùng cũng sợ hãi không dám đuổi theo. Jim đề nghị thứ trưởng tìm một tay có sở trường là săn bắn trong rừng, mà Sin là đội viên đánh đột kích của Ireland, cũng là cháu của ông chính khách. Thứ trưởng gọi một cuộc điện thoại đả động Sin, cầu mong Sin đến giúp ông gấp. Bên này chú Long đang trốn trong rừng, dùng con dao bỏng dí thẳng vào miệng vết thương. Người đàn ông 60 tuổi cắn răng chịu đựng, vì mất quá nhiều máu nên chú ngất trên mặt đất. Những hình ảnh đau thương lại ùa về. Lúc ấy ngay chính người nhà của mình, chú cũng không thể cứu sống được họ. Hai đứa con gái bị chết thảm, nhưng cho tới giờ hung thủ giết con chú cũng không biết. Bọn chúng vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, làm sao chú có thể dễ dàng buông xuôi cơ chứ? Thứ trưởng Hennessy đọc hồ sơ của Thành Long, biết ông vốn là một lính siêu đặc chủng, biết được lần này đã động phải nhầm người rồi. Đột nhiên hắn phát hiện chú chó không có động tĩnh. Hennessy liền cúi xuống xem thử chú chó không ổn rồi. Hắn ta vội vàng đi tìm khẩu súng lại không thấy đâu, mà chú Long đã đến dí súng vào đầu hắn. Trên người Thành Long còn quấn đầy thuốc nổ, ép hắn ta nói ra tên bọn côn đồ giết con gái mình. Thứ trưởng Hennessy nói hắn ta thực sự chưa biết, hắn đã tạo ra các bẫy trong nội bộ tổ chức, sẽ sớm tìm ra phần tử cực đoan kia, chỉ cần thực hiện theo kế hoạch này, khi chúng đánh bom thì có thể truy ra do ai làm. Nghe đến đây Thành Long chấp nhận chờ đợi. Quả nhiên không bao lâu sau đó, một trận nổ bom khủng bố lại xảy ra, chiếc xe buýt nổ tung giữa cầu. Kẻ chủ mưu lại là con bồ của thứ trưởng Hennessy. Phía khác Sin đã tới trang viên ngoại ô, anh ta cần hoàn thành hai việc, thứ nhất giết chết Thành Long, tiếp theo là giải quyết bọn khủng bố, giúp hắn ta giải quyết mối bận tâm trong lòng. Phía khác cảnh sát đã điều tra ra 3 thành viên khủng bố, tất cả là nhờ cái bẫy của Hennessy. Cảnh sát gọi điện cho Hennessy, báo luôn bên cạnh ông ta có nội gián. Hennessy tìm tới thuộc hạ của mình, vừa tới đã nổ súng bắn gãy một chân của ông ta, ép ông ta nói ra danh sách những tên trong nhóm khủng bố. Nhưng trong danh sách kia Hennessy nhìn thấy tên của con bồ mình, thuộc hạ của hắn cười chế giễu. Đây chính là một trong những kế hoạch kéo Hennessy vào cuộc. Đợi tới khi cô gái kia bị bắt thì hắn ta cũng sẽ lộ diện. Hennessy quyết nổ súng giết chết tên kia. Cùng lúc này con bồ của Hennessy vừa làm xong với một kẻ khác, tranh thủ lúc chính khách đánh răng. Cô ta nhanh chóng thay pin laptop bằng một quả bom cực mạnh, bởi lát nữa chính khách này sẽ đi máy bay. Phía khác Hennessy báo danh sách nhóm khủng bố với Sin. Sin cũng đã truy lùng ra dấu vết của Thành Long, nhưng chú Long nhanh chóng bố trí bẫy. Thành Long lao tới vật lộn với hắn ta một trận. Sin vì tuổi còn trẻ nên sức lực chiếm ưu thế hơn, thế nhưng chú Long cũng đâu dễ bị hạ gục. Hai bên solo cận chiến một hồi rất lâu, chú Long kinh nghiệm đầy mình, đạp chân Sin dùng cành cây khô đặt thẳng vào cổ. Nhưng cuối cùng Thành Long không hề giết Sin, mà gặng hỏi anh tin tức về bọn khủng bố. Sin được tha mạng cũng nói ra tên đã giết hại con gái ông lão, tay phải hắn ta có một vết sẹo. Thành Long cũng thả cho Sin về nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau cảnh sát đã truy lùng ra nơi ở của bọn khủng bố. Rất đông cảnh sát phục kích khắp nơi, lực lượng cảnh sát chuẩn bị lao vào trong bắt người. Đúng lúc này chuông cửa nhà bọn chúng reo lên, làm ai nấy đều giật mình. Chú Long đã cải trang làm thợ ống nước vào phòng, chậm rãi quan sát vị trí của tất cả những người trong phòng một lượt, phát hiện ra kẻ có sẹo trên tay. Bọn chúng đột nhiên muốn kiểm tra túi của Thành Long. Lúc bọn chúng sắp phát hiện ra khẩu súng trong túi, Thành Long liền đá một tên. Hai người giằng co khẩu súng, đám người cũng lập tức nổ súng loạn xạ. Thành Long nấp sau chiếc bàn cũng nổ súng phản công quyết liệt, chú nghiêng người bắn trúng vài tên khác. Thành Long không may bị bắn rơi mất súng. Hai tên kia được đà xông lên, liền bị Thành Long lao xuống tranh súng. Lúc này sức mạnh của chú Long tăng lên hơn bao giờ hết, bao nhiêu sự căm hơn đều trút hết lên tên khủng bố này. Bây giờ chỉ còn lại tên hung thủ có vết sẹo ở tay, hắn dùng dao định ăn sống Thành Long. Chú Long dùng mảnh vải vật tên này ngã lăn ra đất, rồi dùng sợi dây vải thắt cổ đối phương ngất lịm. Xong nghĩa nó rồi cảnh sát mới bắt đầu hành động, từng đội một kế tiếp nhau tiến vào bên trong. Chú Long đã cải trang và kịp thời thoát khỏi. Trong căn phòng chỉ còn lại con bồ Hennessy bị trói. Dưới sự tra hỏi và tra tấn của cảnh sát, rất may cô ta nói ra trái bom còn sót lại, được lắp đặt ở chỗ laptop của một chính khách, chắc giờ này cũng trên máy bay rồi.
Không ngờ rằng chuyến bay của chính khách bị delay, cảnh sát vội chạy tới nơi ở chỗ chính khách. Một người cảnh sát đã phát hiện ra mục tiêu, nhanh chóng cầm laptop bỏ chạy thục mạng, kịp thời ném nó nổ đi vào giây cuối cùng. Xong việc rồi, cảnh sát liền ra tay bịt miệng cô ta. Đây là thỏa thuận của thứ trưởng Hennessy và lãnh đạo. Hennessy cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc, vừa mới thả lỏng nhẹ nhõm được chút thì Thành Long đã tìm tới hắn ta. Dưới sự thúc ép của chú Long, Hennessy đành thừa nhận mình là chủ mưu tất cả, tự tay mình phải gửi tấm ảnh kia cho cảnh sát. Chú Long trở về nhà của mình và tìm được tình yêu cùng bà chủ hàng ăn nhiều tuổi.